Hôm nay mình đi nấu bún bò nha. Mình cần 10 cây sả. Nếu mà sả nhỏ mình cần 10 cây. Còn nếu mà sả lớn mình cần 5 cây thôi. Đó, mình cần. Rồi bây giờ mình chừa lại 3 cây để mình làm nước sa tế. Còn lại 7 cây thì mình bỏ vô trong cái chảo mình rang. Mình cần như đây là 2 củ gừng nhỏ thôi, mình cắt thành 3. Mình rang cái này cho nó cháy cháy vàng vàng, nó là mình cho vô này nước, chỉ có sả với gừng thôi nha. Mình nấu bún bò đó. Tay mình không có cắt ra nha, mình chỉ xẻ nó ra như vậy thôi, mình để nguyên củ mình chỉ xẻ ra thôi, và 3 củ hành thơm mình để nguyên một củ luôn nha. Rồi cái gân này á, là mình đã trụng qua nước sôi rồi, mình luộc, mình bỏ một nước á, tất cả các thịt thà xương là mình đã trụng bỏ nước rồi mình mới nấu nha. Thêm hơi nó thôi đó, bây giờ cái gân mình cho đi. Cái xương bò này mình cũng phải trụng qua nước sôi á, mình luộc qua một nước để cho nó sạch, với lại nó không có bị hôi, mình trụng với muối, với nước sôi với muối để cho nó sạch, rồi mình mới bỏ vô mình nấu, mình thấu mình bằng nước. Đúng ra là mình phải bỏ thêm một muỗng cà phê sa tế vô nữa, nhưng mà tại vì nhà mình có con nít đó, nên mình không có xài cà phê sa tế vô, mà mình bỏ sau khi mình nấu xong. Rồi bây giờ mình hạ lửa xuống medium, rồi mình đậy nắp vô, mình hầm cái này 2 tiếng nha, cái gân 2 tiếng. Sau khi hầm 2 tiếng mình mới lấy cái gân ra. Cái nồi nước của mình nó sôi, bây giờ nó có bọt lên rồi, bây giờ mình phải hớt những cái bọt dơ này nha. Thì sau khi mình vớt hết bọt rồi, bây giờ mình đậy nắp vô, mình tiếp tục mình hầm 2 tiếng nha. Mình hầm nhớ để chế độ nhỏ, lúc mà mình hầm cái xương này, cái gân này nha, nó chỉ hơi sâu lăn tăn như vậy thôi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một nồi nước đá nha, đá lạnh đó, bây giờ mình vớt cái gân ra. Gần nha, mình vẫn để trong đây để mình hầm chung với lại cái xương bò. Mình chỉ vớt cái hành tây ra thôi. Bây giờ mình thái xương bò nha. Cái này mình chỉ ngâm có 5 phút thôi. Giòn nha, mình ngâm trong nước đá lạnh, nó không có bị nát.
nhưng mà nó có độ mềm. Thank you.